cả các bậc phụ huynh, cô chào tất cả các con. Cô xin tự giới thiệu, cô là Ngô Thị Thúy Ngân, giáo viên dạy lớp 3 tuổi, trường Mầm Non Tân Dĩnh. Đồng hành với chương trình Bé Vui Học Ở Nhà ngày hôm nay, cô và các con cùng tham gia một hoạt động tạo hình, đề tài vẽ phong cảnh miền núi. Vậy, các con đã sẵn sàng để bước vào bài học ngày hôm nay chưa? Chúng mình hãy cùng nhìn xem cô Ngân đã chuẩn bị cho chúng mình cái gì đây? Rồi, đó là một bức tranh tô màu về phong cảnh miền núi đấy. Chúng mình hãy cùng quan sát và nhận xét xem bức tranh này có những gì? Màu sắc của bức tranh như thế nào? À, trong bức tranh có ngôi nhà. Ngôi nhà có mái nhà màu đỏ, thân nhà màu vàng, cửa sổ và cửa chính có màu xanh đấy các con ạ. Phía trước ngôi nhà có một con đường rất dài và rộng, được cô tô bằng màu nâu đấy. Còn phía sau ngôi nhà là những dãy núi rất là cao, được cô tô bằng màu tím. Ở bên cạnh con đường dẫn vào ngôi nhà là những bãi cỏ màu xanh lá cây. Trên những bãi cỏ là những bông hoa được cô tô bằng những màu sắc khác nhau. Bức tranh tô màu phong cảnh miền núi của mùa xuân nên những cành đào nở rộ rất là đẹp. Cô cũng đã tô cho những bông hoa đào màu hồng, cánh đào thì cô tô màu xanh. Bầu trời, cô tô màu xanh da trời. Khi tô, cô tô các nét tô chung khít với nhau và không tròn ra ngoài để tạo nên bức tranh phong cảnh miền núi rất là đẹp đấy. Bây giờ, cô mời các con cùng quan sát bức tranh thứ hai với cô nhé. Ở bức tranh này, cô Ngân tô mái nhà màu cam, thân nhà màu tím, cửa sổ và cửa chính được cô tô màu xanh nước biển. Phía trước ngôi nhà là con đường được cô tô màu vàng đấy. Phía sau ngôi nhà là những ngọn núi được cô Ngân chọn màu xanh lá cây để cô tô màu cho những ngọn núi này đấy. Cạnh con đường là những bãi cỏ. Trên bãi cỏ có những bông hoa được cô tô với những sắc màu rất là tươi tắn phải không nào? Ngoài ra, cô còn tô màu cho những bông hoa đào rất là đẹp đấy. Tiếp theo, chúng mình cùng quan sát bức tranh cuối cùng nhé. Ở bức tranh này, ngôi nhà cô tô mái nhà màu nâu, thân nhà màu vàng, cửa sổ cửa chính màu hồng. Phía trước ngôi nhà là con đường được cô tô màu tím. Phía sau là những dãy núi được cô tô màu xanh đậm. Ngoài ra, trong bức tranh còn có bãi cỏ, hoa, cành đào được cô tô với màu sắc rất là đẹp đấy. Và ở bức tranh này, cô không tô màu bầu trời giống như hai bức tranh trước. Vừa rồi, cô và các con vừa được quan sát những bức tranh tô màu phong cảnh miền núi. Cô đã tô bằng những màu sắc khác nhau để tạo lên bức tranh rất là đẹp, phải không các con? Cô tin rằng chúng mình đã có những ý tưởng để tô màu bức tranh phong cảnh miền núi của mình rồi. Để chuẩn bị tô màu bức tranh phong cảnh miền núi, các con hãy chuẩn bị cho cô một bức tranh phong cảnh miền núi này. Một hộp bút sáp màu. Khi tô màu, các con hãy nhớ ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, ngực không chạm vào bàn. Và chúng mình hãy sử dụng ba đầu ngón tay của bàn tay phải để cầm bút màu, tay trái chúng mình giữ vào bức tranh. Khi tô, chúng mình nhớ tô các nét chung khít với nhau, tô đều, nhịn, đẹp, không tròn ra ngoài nhé. Để có bức tranh đẹp, chúng mình nhớ lựa chọn màu sắc mà chúng mình yêu thích để tô màu cho bức tranh của mình. Chúng mình đã nhớ chưa nào? Cô tin rằng với bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của các con sẽ tô màu được những bức tranh rất là đẹp đấy. Bây giờ cô mời các con hãy thực hiện tô màu bài tập phong cảnh miền núi nhé. Khi tô xong, chúng mình hãy nhờ bố mẹ chụp lại bức tranh của chúng mình và gửi lại cho cô nhé. Tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chúc tất cả các bậc phụ huynh và các con có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bậc phụ huynh và các con đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các con.